đẩy trên đẩy này. Những chiến binh chết đấy. Đây là thì thằng ô tô kia, okay. Cạnh nó, một cái phải. Cạnh thằng đen đi. Hả? Đây, ô đây này. Xuống lên pin đi. Mở anh đấy. Ui. Anh thì từ ngày quen anh Hoàng anh chơi quê. May mấy đại ca không, đại ca nào rảnh anh? Không, anh vào học qua lần này là Thanh Minh hỏi về quê. Thanh Minh là thấy anh làm to lắm. Ở quê nó làm to, anh có biết đâu. Các ông ấy về quê hết. Trại. Bác Trại hỏi cây đấy thì em hỏi bác Nghi không bón. Đi tranh thủ anh em nó đang chém gió, mình đi săn phôi cả nhà. Lâu bền cho non nước bình yên. Lấy một cái cây gọi là giao lưu. Giao lưu với tân cây. Lấy lộc. Vâng, em cảm ơn anh. Đây để đây lát nữa. Giao lưu. Bay điền hết rồi. Bây giờ em nhìn mấy cây to em khiếp thật. Người ta có giờ bay thì người ta nói rồi. Giờ bay đã được kiểm định bằng nhưng mà là thực tế rồi. Toàn mấy trăm triệu giờ chắc khó. Đây mà vườn đây có một số tốt. Đấy có mỗi một cái khuôn viên đóng tre này của một người. Cây công công to là cái gì? Đây cũng nhỏ, không rộng lắm, nhỉ, khoảng 400-500 mét. Ờ, 300 mét thôi, 300 mét một. Quê này đường này hoàn, quê này nhiều người đánh giá cao. Để anh xem nào. Khu này còn có nét này, khu này có nét nhất. Quê nhiều loại. Ừ, nói tội là làm nó không tới bến thôi chứ còn. Cái bọn lai là nó như nào? Hả? Điền lai quê điền. Là cái da cái lá cái thân nó như điền ấy nhưng mà cái lá nó lại vẫn xấu, nó không được đẹp như điền. Nó vẫn lá vẫn hơi xoăn đúng không? Ờ, vẫn hơi xoăn. Điền lai là vẫn hơi xoăn. Đôi khi nhìn tức là thấy cái bóng đẹp đẹp thôi, anh không nói nhưng mà nhìn thấy cái đường cắt hay là nét chuyển mà đẹp thì là nó phải có nhận thức. Đấy, nó phải là kiến thức. Không là đẹp mà nhìn thấy nó khác hẳn đúng không? Cái chất nó khác hẳn đấy. Đấy nhìn cái lá nó khác nhá. Cái da nó khác hẳn nhá. Đấy, đây có chất nó phải như này này. Mày có khi lên bỏ đá anh nhìn đến bỏ. Tạo hình nhá. Này nó. Ừ, này bỏ đá nhìn trông nó đẹp hơn. Ơi. Ừ ok. Bỏ đá cho nó bệ hết đúng rồi đúng không? Như cái tư tưởng anh là bỏ đá.
cắt lửng bên đây thôi thì nó đỡ tròn vo. Đây như con này là điền nhé. Anh sẽ quay cái này. Cái này là cái này con này làm nhiều. Con này làm nhiều. Con này việc đầu tiên thì đây từ đây hết đến kia là của bác Nghi hết. Thế ạ? Cái dọc này á, dọc này trước anh xem thì không bao tiền. Chắc là cũng chưa nhận được. Mất cả ván cờ thật. Mà ông đấy nhiều con sư lắm. Hay là trẻ con trẻ khiếc hả? Nhưng mà đây nó là khu sinh thái. Tổng diện tích của nó là hơn 20 hectare. Có câu cá, có đua ngựa, có đua xe, có hoạt động rồi à? Trẻ con sang bên này chơi được. Dịch nó đỡ cắm trại cắm chiếc này. Cắm trại rồi lướng nhé. Hai phết cho các trẻ con chơi. Lối mới. Cái chuột này. Anh không biết cái đấy. Xì à? Xì. Đây là của Hòa Trung Văn này. Bà đi. Này ăn. Bao nhiêu có gì đâu. Con này phải móng không? Đâu. Em nhìn giống giống. Con này móng đấy. Ừ. Móng của nó đấy. Móng của nó đấy. Móng lá móng. Nhìn lá em. Con này chắc cũng bê từ khu đấy ra. Nhưng con này cốt này còn đắt. Bệ thô chứ làm gì mà... Không, bệ ra được rồi. Một bệ này nó nhũn này là lá móng như này, bệ này quý đấy ông ạ. Đây, cỏ kiếp ấy thôi, ông nhìn bệ của nó nhũn như này, lá móng như này là kinh rồi ông ạ. Nhưng cái tính chính là cái phần thân. Tính còn 1-2 năm. Tầm đấy, anh nghĩ tầm 2 năm đấy. Mua phải tầm 2 năm rồi. Ôi, con này quê. Con này móng này, nhưng con này móng. Con này móng á. Quê. Con này móng này. Con móng đây mà. Thân như điển nhỉ. Ba thân chia. Ừ. Ra không, nó khác đây em ạ. Bộ bể làm rất là đẹp. Đúc xong giáp lại. Mấy kỳ kỳ công á. Biết ngay đời nào. Lý Trần, con này Lý Trần nhớ lên. Con này mẹ điền nó trông như quê nhỉ. Con này á? Con này để xem nào. Bây giờ làm mình mẹ gió xuống.
Các cụ làm chấp chấp mắt mỗi cái bể cá rồi mà suốt ngày dò mấy gì. Hôm nào thích thích cái lặng bể này anh xuống dưới anh sĩ anh cho xem mấy cái đồ chậu cổ xịn luôn của ông ấy. Ông chưa về cả tí anh em vào anh chưa. Nhưng mà chậu ông ấy đẹp lắm, chậu ông ấy gọn cơ. Các quả gáo dừa lên là đúng bài luôn đúng không? Các gáo dừa đây. Ông sĩ ông ấy có mấy quả ấy mà chậu nhỏ nhỏ cơ. Thả cá rô, thả đôi đôi cờ, nó lại là đúng bài luôn. Cái này to quá. Cái này to quá. Nó chỉ bé khoảng nửa. Ừ, cái đồ của cụ sĩ, cụ chơi đi mẹ. Cho lại phục chế hết rồi. Nó phải nguyên bản nó chơi nó mới sướng. Phục chế. Bây giờ kiếm nguyên khó lắm em ạ. Kiếm ở nhà cũng để ở sân ấy, cũng gần trăm năm rồi. Cái nhà mày thì may ra được một cái. Một cái. Nó vẫn còn phục chế rồi đấy. Mà phục chế được cái đây lúc em còn khoảng mấy tuổi. Hiếm cái đồ giờ là hiếm rồi. Để đá cái đồ. Ui.